Cách đến giờ, trên trang cá nhân công chúng ngỡ ngàng khi thấy cường đô la đăng tải dòng trạng thái rất dài, đối về tam huyết, tình cảm và kỷ niệm đối với hội doanh nhân chơi siêu xe nhiều năm qua. Gần một thập kỷ với nhiều chuyến đi, và ngày hôm nay anh quyết định nói lại tạm biệt các anh em để chuẩn bị cho một hành trình mới mang tên gia đình. Cụ thể, ông xã Người đẹp Lạng Sơn viết, Nay Cường xin nói lời tạm biệt đến hành trình siêu xe là nơi luôn để những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui, niềm đam mê xe thì luôn còn đó. Nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn. Hy vọng các bạn trẻ, những người có cơ hội sẽ vẫn tiếp tục tạo ra những hành trình đáng nhớ. Khi vợ vừa xác nhận có tin vui, thì Cường Đô La cũng nhận chia sẻ những điều mình đã thực hiện đầy đủ để đợi chờ ngày thiên thần nhí chào đời cụ thể anh đã mua hẳn xe đẩy và đặt trong khu vực trưng bày dạng ô tô hoành tráng tại biệt thự anh còn xây dựng nhà mới với không gian sang trọng thoáng mát tạo mọi điều kiện để em bé khi đến với thế giới mới được đầy đủ nhất là người đam mê ô tô đắt đỏ từ bao năm qua cũng là người sáng lập ra hành trình sưu xe nhưng đến nay anh lại quyết định tạm biệt điều này thể hiện tinh thần và trách nhiệm của ông bố trẻ sẵn sàng gác lại mọi cuộc vui và đặt gia đình vợ con ở vị trí quan trọng nhất